Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 2, Quân khu 5 tổ chức tập huấn khung cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019. Cán bộ tham gia tập huấn được nghiên cứu các nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện, hướng dẫn điều hành luyện tập và kiểm tra bơi cho chiến sĩ mới, chiến thuật từng người, các chuyên đề, công tác đảng, công tác chính trị trong củng cố rèn luyện kỷ luật ở đơn vị, giải pháp quản lý tư tưởng chiến sĩ mới, tình hình vi phạm, các tội phạm xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm quân nhân, kỹ thuật mắc tăng võng, ăn ở dã ngoại, công tác quản lý, khám và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và tổ chức phương pháp duy trì, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật ở đơn vị. Đây là những nội dung trọng tâm, làm cơ sở để các đơn vị nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ mới toàn quân khu trong năm 2019 và những năm tiếp theo.